Cao Won Sang-woo, Song Tae-yeon, chuyện tình tài tử nấc thang lên thiên đường và nàng á hậu tay tiến. Hơn 10 năm trước, đôi yêu ương Cao Won Sang-woo và Song Tae-yeon bị dư luận phản đối mạnh mẽ khi thừa nhận yêu và thông báo kết hôn. Bởi khi ấy, Cao Won Sang-yeon là người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ châu Á, nhờ tiếng vang từ những vai diễn ăn khách trong Cô Bạn Gia Sư nấc thang lên thiên đường, còn Song Tae-yeon bị bủa vây bởi scandal sau khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Thế nhưng chuyện tình tài tử nấc thang lên thiên đường, Cao Won Sang-woo và á hậu Hàn Quốc Song Tae-yeon bỗng trở thành điểm sáng. Gia đình kiểu mẫu vì đã hơn 10 năm trôi qua, họ vẫn vô cùng bền chặt. Thế nhưng để có được cuộc sống viên mãn như hiện nay, cặp đôi đã phải trải qua những sóng gió dữ dội và họ vẫn chọn nắm chặt lấy tay nhau. Nàng á hậu tài tiến. Năm 2000, cô gái trẻ 20 tuổi Song Tae-yeon chính thức đổi đời sau khi giành ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Thế là đủ để Song Tae-yeon đường hoàng đặt chân vào showbiz, nhận được vô số kịch bản gửi tới. Gương mặt thanh tú, sở hữu sẵn khả năng diễn xuất không tồi, lại thêm sự chăm chỉ nỗ lực đã giúp Song Tae-yeon nhanh chóng được khán giả chú ý. Cô đóng phim đều đặn, hầu như năm nào cũng nhận phim mới, chẳng nề hà vai chính hay phụ, phim điện ảnh, phim truyền hình đủ cả, nhưng vẫn chưa thực sự bật lên thành ngôi sao. Khán giả vẫn chỉ nhớ đến cô như một nữ diễn viên xinh xắn, dễ thương, chứ chưa có vai diễn nào đột phá. Sau đó, người đẹp bị tung ảnh khác biệt so với ngày nhỏ, nhiều chuyên gia nhận định cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô không thừa nhận. Thế rồi năm 2008, cái tên Song Tae-yeon bỗng dưng trở nên ồn ào đặc biệt. Chẳng phải vì cô có phim ăn khách, mà chỉ vì cô chuẩn bị kết hôn với Cao Won Sang-woo, khi ấy đang là ngôi sao tầm cỡ châu Á, chàng hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái. Chàng hoàng tử và người mê. Cao Won Sang-woo sinh năm 1976, sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao khủng 1m83, cùng gương mặt lãng tử. Anh khởi nghiệp bằng nghề người mẫu và chạm ngọ điện ảnh với vai diễn đầu tay trong Lời cầu hôn ngọt ngào. Bước lên hàng sao với Cô bạn gia sư, nhưng phải sau thành công của Nấc thang lên thiên đường, Cao Won Sang-woo mới trở thành hiện tượng trên toàn châu Á. Vẻ đẹp lãng tử, đôi mắt buồn cùng nét diễn xuất chân thực, nam diễn viên đã trở thành hoàng tử nước mắt, chuyên trì dòng phim bi kịch, ung thư những năm đầu thập niên 2000. Cao Won Sang-woo trở thành cái tên đình đám bậc nhất showbiz, được các nhãn hàng săn đón và là người tình trong mộng của hàng vạn cô gái. Vì Cao Won Sang-woo quá nổi tiếng nên Song Tae-yeon nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm. Nhiều người ác ý đã tìm kiếm lại những tấm ảnh riêng tư của cô để khẳng định rằng Song Tae-yeon không ngoan hiền như vẻ bề ngoài, rằng cô khá nổi loạn, tình trường phức tạp. Năm 2001, Song Tae-yeon trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo với mối tình tay ba cùng nhà văn Ju Yong-hun và nam tài tử Shin Hyun-jun. Sau đó, Song Tae-yeon lại một lần nữa khiến truyền thông dậy sóng khi hẹn hò với Jun Tae-yeon, con trai duy nhất phó chủ tịch tập đoàn Samsung. Jun Tae-yeon được thừa hưởng khối tài sản lên đến 4 tỷ đô la, khoảng 77.000 tỷ đồng. Dù vậy, sau đó cặp đôi cũng chia tay. Song Tae-yeon hóa con dâu hụt nhà hào môn. Người đẹp còn có một thời gian ngắn hẹn hò ca sĩ Tim. Vì đời tư phức tạp, Song Tae-yeon trở thành cái gai trong mắt công chúng. Cô từng bị gọi là hồ ly đa tình, đào mỏ. Thậm chí, ngay trước khi gặp gỡ ông xã Cao Won Sang-woo, Song Tae-yeon vẫn còn đang say đắm trong mối tình với nhạc sĩ Queen K. Trong khi ấy, Cao Won Sang-woo chỉ chuyên tâm diễn xuất, không gặp điều tiếng. Người ta bảo Tae-yeon rõ ràng là ăn theo danh tiếng của Cao Won Sang-woo, chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi. Và tóm lại, Song Tae-yeon hoàn toàn không xứng đáng với Cao Won Sang-woo. Chưa kể vì hai người thông báo tin kết hôn quá đột ngột, dư luận đã nghi ngờ Song Tae-yeon cưới chạy bầu. Cách đây 13 năm, khán giả chưa nghĩ thoáng như bây giờ. Các nữ nghệ sĩ ăn cơm trước kẽn đều bị đả kích dữ dội, khiến cho Song Tae-yeon càng ghi nhận nhiều chỉ trích hơn. Có thể nói từ xưa đến nay, chưa có cặp đôi nghệ sĩ Hàn Quốc nào bị phản đối gay gắt như Song Tae-yeon, Cao Won Sang-woo. Hàng loạt khán giả quay lưng với Cao Won Sang-woo khiến anh mất nhiều dự án phim cũng như hợp đồng quảng cáo. Chỉ trong một thời gian ngắn, fan club của nam diễn viên giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống còn 135.000 người. Lịch sử làng giải trí Hàn Quốc chưa từng chứng kiến làn sóng người hâm mộ quay lưng lớn đến thế. Song Tae-yeon thú nhận rằng cô đã rất đau khổ, luôn tự hỏi mình đã làm gì sai để bị khán giả phẫn nộ phản đối như thế. Cô cho rằng mình đã phạm sai lầm khi trải qua quá nhiều mối tình với người nổi tiếng và để công chúng biết được, và đến khi tìm được tình yêu đích thực thì rắc rối ập tới. Cái kết và người ao ước. Bỏ ngoài tai điều tiếng về vợ, Cao Won Sang-woo viết thư tay nhắn gửi fan lẫn truyền thông buông tha vợ chồng anh. Tôi khóc không ngừng khi viết những lời này. Ai có quyền xét đoán quyết định của tôi và lên án vợ tôi? Song Tae-yeon đã chịu nhiều tổn thương do hành động của các bạn gây nên. Tôi không đòi hỏi mọi người phải hiểu và chấp nhận cô ấy. Tôi, Cao Won Sang-woo, không yêu và kết hôn với một á hậu, mà là một phụ nữ bình thường. Tôi không thích các bạn phao tin nhảm về cô ấy, so sánh đám cưới của tôi với Ju Ye-suk. Nhiều người đã từ bỏ tình yêu vì tiền bạc và danh vọng. Tôi không muốn làm như vậy, tài tử viết. Cao Won Sang-woo một mực khẳng định, ngay từ khi nhìn thấy cô ấy, tôi đã biết Song Tae-yeon chính là một nửa của mình và tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy suốt đời. Tôi biết cuộc hôn nhân này sẽ kéo theo nhiều rắc rối
nhưng tôi tin rằng tình yêu thực sự không có gì có thể chia rẽ. Có thể tôi không phải là một diễn viên hàng đầu, nhưng tôi sẽ là một người chồng, người cha tốt. Vậy là hai người vẫn quyết định tổ chức một hôn lễ thật long trọng. Bởi như Cao Quang Sang Woo khẳng định thì càng bị phản đối, họ càng muốn sống hạnh phúc bên nhau hơn để chứng tỏ rằng mọi người đã sai. Họ đã có một đám cưới vừa sang trọng vừa đầm ấm và ai cũng ấn tượng với khoảnh khắc chú rể Cao Quang Sang Woo bật khóc khi chính thức trở thành chồng của người con gái mình yêu. Về phần Song Tae Yeon, cô cảm kích khi Cao Quang Sang Woo chống lại cả thế giới để kết hôn với cô. Do đó, người đẹp nguyện lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng con. Để ủng hộ chồng, cô nhận lời làm khách mời trong phim Nữ hoàng tham vọng Queen of Ambition do Sang Woo đóng chính, dù khi ấy vẫn sợ bị dư luận chỉ trích. Tác phẩm giúp Cao Quang Sang Woo thắng giải diễn viên hàng đầu tại lễ trao giải SBS Drama năm 2013. Có vợ làm hậu phương, Cao Quang Sang Woo yên tâm phát triển sự nghiệp. Giai đoạn 2010-2013, tài tử hoạt động nhiều ở thị trường Trung Quốc và Nhật Bản. Anh phát hành DVD ca nhạc tại Nhật, đóng Shadow of Love cùng Trương Bá Chi, CZ12 với Thành Long. Sau đó, anh tham gia loạt phim Thám tử Gamer, Love Again, sát thủ vô cùng cực, cám dỗ. Ngoài tài năng diễn xuất, Cao Quang Sang Woo dần lấy lại thiện cảm với công chúng nhờ hình tượng người chồng, người cha tốt. Trong sự kiện quảng bá phim Love Again, tài tử khẳng định chỉ có thể nếm trải cảm giác ly hôn trong phim. Nhưng cho dù đám cưới đã qua, lần lượt đón hai con chào đời thì sóng gió vẫn không thôi bủa vây hai vợ chồng. Thỉnh thoảng, lại có tin đồn Song Tae Yeon, Cao Quang Sang Woo đang ngồi lạnh, họ lục đục, ly thân và chuẩn bị ly hôn. Lý do môn thuở vẫn là vì hai người quá bận rộn, cả hai đều đóng phim liên miên. Cao Quang Sang Woo còn tham gia kinh doanh, trong khi Song Tae Yeon kiêm thêm vị trí MC một số chương trình truyền hình. Mỗi khi nghe thấy những lời đồn đại đó, Cao Quang Sang Woo nhanh chóng lên tiếng khẳng định vợ chồng anh vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Dù cả hai đều bận rộn với công việc, nhưng họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, vẫn dành thời gian dẫn con cái đi du lịch hay tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn như ngày mới yêu. Nếu một trong hai người đi công tác xa, họ sẽ gọi điện thường xuyên để cập nhật tình hình. Cứ ngỡ Song Tae Yeon và Cao Quang Sang Woo quen nhau trên phim trường, hóa ra họ đến với nhau nhờ mai mối. Ông Mai chính là nam diễn viên Kim Sung Soo, bạn diễn của Song Tae Yeon trong phim Người yêu dấu và từng đóng với Cao Quang Sang Woo phim Bad Love. Kim Sung Soo nhận thấy Song Tae Yeon, Cao Quang Sang Woo dường như rất hợp nhau nên đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mời hai người cùng tham dự. Song Tae Yeon nhanh chóng ấn tượng với chàng diễn viên ngôi sao nhưng không hề kiêu ngạo, trái lại lịch sự, tinh tế, hài hước hết phần người khác. Tình cảm giữa hai người vì thế mà nảy nở rất nhanh. Khi đã thân thiết hơn, Song Tae Yeon còn đặc biệt danh cho bạn trai là Cao Quang Kuk Jok, chàng ngố. Lý do vì mỗi khi hai người chụp ảnh kỷ niệm, Sang Woo luôn cố tình làm bộ dạng thật ngố, thật xấu bên cạnh bạn gái, chẳng giống gì với soái ca đẹp trai trên phim. Và Song Tae Yeon thực sự tin cậy chàng trai này khi Cao Quang Sang Woo luôn đứng ra bảo vệ che chở cô trước búa rìu dư luận. Giai đoạn 2008-2013, sự nghiệp của tài tử xuống dốc, các dự án do anh đóng chính không được đón nhận. Theo Naver, scandal gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, hay tin đồn cặp kè người mẫu trẻ của Cao Quang Sang Woo khiến vợ chồng anh trở thành cái gai trong mắt người hàng. Trong giông bão, Song Tae Yeon vẫn nắm chặt tay chồng, tin tưởng anh, nỗ lực vun đắp hạnh phúc. Bé Rocky và Riho lần lượt ra đời giúp hôn nhân của cặp sao bền chặt hơn. Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thăng hoa, Cao Quang Sang Woo và Song Tae Yeon có cuộc sống giàu sang, được xem là vợ chồng kiểu mẫu showbiz hàng. Ngoài đóng phim, vợ chồng tài tử đầu tư bất động sản, kinh doanh công ty mỹ phẩm và chuỗi cửa hàng cà phê.